các bạn xem này, trong hốc mắt người đàn ông có mùn chảy ra. Ông ta quẹt tay lên, cảm thấy có việc chẳng lành. Mùn bắt đầu phun ra khắp mặt, lập tức bao trùm lấy toàn thân. Sau đó là vô số mũi tên lửa bay tới thiêu đốt cơ thể ông ta. Mùn gặp nhiệt độ cao lập tức cứng lại. Trong chớp mắt, ông ta biến thành một người đất nung. Ông ta chính là hoàng đế của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng. Cùng lúc này, hàng chục vạn binh lính ở bên ngoài cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Mùn phun ra từ trong cơ thể, trở thành những bức tượng binh mã đứng thẳng tắp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé! Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng chinh chiến khắp thiên hạ, trời sinh ông thông minh hơn người, đưa quân đi đánh trận, không trận nào là không đánh thắng. 6 nước lớn đều được ông thống nhất. Đối với các nước chư hầu bên cạnh, hoặc là xây trường thành, hoặc là thảm sát tàn nhẫn. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng vẫn chưa thỏa mãn. Không những học thuật ngũ hành mà còn muốn được trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàng phái đại tướng quân Quách Minh đi tìm một vị đạo cô đã hơn 100 tuổi, sống trên núi Côn Luân. Trên đường Quách Minh đưa Tử Viên trở về, Tử Viên đã nảy sinh tình cảm với Quách Minh, rất nhanh hai người đã phải lòng nhau. Hai bọn họ tìm được lời nguyền trường sinh bất lão trong ngôi chùa ở Tơ Phan. Sau khi quay về, Tử Viên niệm lời nguyền trường sinh cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cảm thấy cơ thể trở nên đầy sức sống, bệnh tật cũng đỡ. Sau khi hoàn thành, Tần Thủy Hoàng không muốn thuật trường sinh bị truyền ra ngoài, liền ngũ mã phanh thây Quách Minh, Tử Viên cũng khó thoát chết. Tần Thủy Hoàng trực tiếp rút một con dao trên thắt lưng đâm lên người Tử Viên. May mà nhát dao này không chí mạng, Tử Viên vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy hốc mắt Tần Thủy Hoàng bắt đầu chảy ra bùn. Lúc này Tần Thủy Hoàng mới biết đây không phải là thuật trời sinh, chớp mắt đã biến thành tượng đất nung, còn quân đội của ông cũng chịu chung số phận. Tử Viên nhân lúc hỗn loạn đã bỏ chạy ra ngoài. Bà để lại cảnh cáo, nếu có người phá giải phong ấn, đến lúc đó thế giới sẽ rơi vào lầm than. Thời gian đến 2000 năm sau, một đoàn khảo cổ tìm được mộ huyệt của Tần Thủy Hoàng. Mọi người đi xuống mộ huyệt, hai hàng gai nhọn đâm tới, may mà Alex phản ứng nhanh đưa người bên cạnh nằm xuống mới thoát được nguy hiểm. Ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu, đi sâu vào trong thì thấy một bóng người ở trong góc. Khi mọi người lại gần, Alex kéo mũ của người này xuống. Ai ngờ người này đã là bộ xương trắng, Alex đoán rằng đây là người đến trộm mộ. Điều này cũng đủ chứng minh trong mộ rất nguy hiểm. Khi mọi người còn đang quan sát xung quanh, một cộng sự đạp phải công tắc, một cánh cửa đá mở ra, còn bên trong mới là mật thất thật sự. Từng hàng binh mã đất nung thẳng tắp, khí thế hùng vĩ. Mọi người đều sững sờ, khi mọi người còn đang cảm thán, một cộng sự lại đạp phải công tắc, chỉ thấy khói độc phun ra, ngay lập tức gương mặt bị thối rữa. Vào lúc Alex kiểm tra vết thương, đầu rồng bên cạnh nhà viên bi khởi động bẫy. Hàng trăm cung tên dương trên dây cung đồng thời phóng tên ra, mọi người đành rút đi. Lúc rút lui có một cộng sự đã bị bắn thủng người. Đợt này chưa yên được sau lại đến, phía sau bọn họ xuất hiện một lưỡi dao bay về phía Alex, may mà anh nhanh chân trốn sau tượng đất nung mới thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng một cộng sự khác không may mắn như vậy, vì tránh không kịp nên bị cứa đứt đầu. Khi bẫy dừng lại, cả một đội cũng chỉ còn lại Alex và giáo sư sống sót. Mọi người hãy nhìn bẫy trong mộ Tần Thủy Hoàng kỳ diệu thế nào. Hai người đến trước trụ đá, Alex đổ nước lên la bàn ở giữa. Sau đó chuyển động trụ đá, cánh cửa mở ra, quả nhiên phía dưới đó là một mật thất. Còn người được chôn phía dưới chính là Tần Thủy Hoàng. Trên xe ngựa còn khắc dòng chữ, nếu Tần Thủy Hoàng tỉnh lại sẽ là tận thế. Sau đó bọn họ chuyển xe ngựa Tần Thủy Hoàng ra giữa. Tin tức mộ Tần Thủy Hoàng lọt ra ngoài đã làm cho các thế lực nhòm ngó tới. Biết tin còn có bố mẹ Alex, bọn họ được ủy thác giao mắt thần cho giáo sư. Kết quả giáo sư vừa lấy được mắt thần liền trở mặt. Thì ra ông ta đã câu kết với quân phiệt, chuẩn bị đánh thức Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Còn mấu chốt để đánh thức Tần Thủy Hoàng đó chính là viên mắt thần này. Để mở mắt thần ra cần có máu người thuần khiết, mọi người ở đây chỉ có mẹ Alex phù hợp yêu cầu. Sau đó bọn họ bắt bà Evelyn rồi rạch tay bà chảy máu. Khi giọt máu nhỏ xuống mắt thần cũng dần mở ra, bên trong có chứa nước trường sinh. Quân phiệt đi tới quan tài của Tần Thủy Hoàng. Nhìn thấy hắn sắp đổ nước xuống quan tài để đánh thức ông ta, lúc này một cô gái áo đen đánh tới, đạp bay lọ nước trường sinh sang một bên, còn nước trường sinh đều đổ lên người đánh xe ngựa. Sau đó cô gái xông đến quan tài Tần Thủy Hoàng rồi cầm dao găm đâm lên cái xác. Ai ngờ người nằm trong quan tài không phải Tần Thủy Hoàng, mà chỉ là một tên thị vệ. Cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đánh xe ngựa bên cạnh đã động đậy, hai bàn tay chui ra từ phía trong, đàn ngựa cũng sống lại. Chỉ thấy một tiếng đùng vang lên, một đoàn xe ngựa bước ra từ làn khói. Thì ra người đánh xe ngựa chính là Tần Thủy Hoàng. Thấy Tần Thủy Hoàng sống lại, mọi người đổ súng về phía ông ta. Nhưng Tần Thủy Hoàng không hề sợ, ngược lại còn phun lửa từ trong miệng để đánh lùi mọi người. Quân phiệt lập tức nói mình đến giúp ông ta thống nhất thiên hạ, hắn được cho lên xe. Giáo sư cũng nói mình đến giúp ông ta, nhưng Tần Thủy Hoàng một đấm đánh ông ta đầu lìa khỏi cổ. Ông ta cưỡi xe ngựa nghênh ngang rời đi, mọi người lập tức đuổi theo. Bố Alex châm một quả pháo bắn về phía Tần Thủy Hoàng, nhưng bị ông ta đạp trở lại, bay về phía bên cạnh. Nhưng chỉ dựa vào quả pháo này thì không thể ngăn cản được. Tần Thủy Hoàng tinh thông thuật ngũ hành, chỉ đành nhìn ông ta rời đi. Bọn họ đến khách sạn bàn bạc kế sách. Tiểu Lâm nói mình là người canh gác mộ Tần Thủy Hoàng, đã sống hơn 2000 năm. Chỉ có con dao của cô mới giết được Tần Thủy Hoàng. Vì con dao mà Tần Thủy Hoàng đâm Tử Viên đã dính lời nguyền của bà. Còn Tiểu Lâm nói, bước tiếp theo của Tần Thủy Hoàng là đến núi tuyết tìm nước trường sinh. Không thể chậm trễ, mọi người đi máy bay tới đó, may mà bọn họ đã đến trước, có thời gian chuẩn bị mai phục. Hôm sau, Tần Thủy Hoàng đưa quân phiệt đến đây, quân phiệt cũng có đội quân.
Bên Tiểu Lâm không đủ hỏa lực, cô thấy vậy liền gọi ba con quái vật tuyết trên núi tuyết giúp đỡ. Có quái vật giúp đỡ, đội quân quân phiệt bị đánh bại nhanh chóng. Lúc này Tần Thủy Hoàng có mặt, hắn cầm khúc băng, dưới chân mọi người mọc đầy gai băng nhọn hoắt, bọn họ vội vàng tránh đi. Nhưng quái vật tuyết không sợ, ba bọn chúng đe dọa Tần Thủy Hoàng. Nhưng cùng với tiếng hét của ông ta, quái vật tuyết sợ hãi bỏ chạy. Tần Thủy Hoàng đi đến trước đàn tế, đặt đá quý lên trên. Sau đó đá quý rọi lên một tia sáng về phía đỉnh núi, mà nơi đó chính là suối thánh. Có suối thánh rồi, Tần Thủy Hoàng có thể đánh thức quân đội của mình. Alex cầm lựu đạn, muốn làm núi tuyết lở xuống, để Tần Thủy Hoàng không tìm được chỗ. Nhưng hành động này đã chọc tức Tần Thủy Hoàng, ông ta ném thanh kiếm về phía anh. Đúng lúc đó, Rick đã xông ra thay anh đỡ nhát kiếm này. Còn Alex nhanh tay ném lựu đạn đi, núi tuyết đã lở xuống. May mà quái vật tuyết chưa chạy được xa, chúng quay lại che chở cho mọi người. Nhưng Tần Thủy Hoàng có giỏi thuật ngũ hành đi chăng nữa, cũng không chống lại được sức mạnh thiên nhiên, ông ta đã bị nhấn chìm ngay lập tức. Sau khi tuyết dừng lở, quái vật tuyết đào mọi người lên. Nhưng tình hình của Rick lúc này không lạc quan cho lắm. Tiểu Lâm nói chỉ có uống nước trường sinh mới cứu được anh ấy. Tiểu Lâm quen thuộc đường đi dẫn mọi người đến được suối thánh. Còn Tử Viên ở 2000 năm trước đang mai danh ẩn tích ở đây, Tiểu Lâm chính là con gái bà. Dưới sự hỗ trợ của Tử Viên, Rick đã được cứu sống, nhưng sau đó có một quả cầu lửa phóng tới, Tần Thủy Hoàng cũng xuất hiện, để tránh cầu lửa, hai mẹ con Tử Viên ngã xuống đất, còn Tần Thủy Hoàng cũng lấy được con dao giết được mình, sau đó đi về phía suối thánh. Vừa đi xuống ông ta đã trở về dáng vẻ ban đầu, lấy lại được pháp lực biến thành một con rồng ba đầu. Sau khi tấn công mọi người, con rồng ba đầu bay đi rồi đứng trên mộ của mình và hóa lại thành hình người, ông ta hô hào quân đội của mình, không ngờ ông ta lại có thể làm binh mã đất nung sống dậy. Tần Thủy Hoàng hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Mặt đất lúc này sụt lún, 10 cánh cửa mộ mở ra, đội quân đất nung bước lên, số lượng mấy chục vạn người. Còn Tử Viên trả giá bằng sự bất tử của mình, để đánh thức vong linh đã ngủ sâu nghìn năm nay. Lời nguyền không ngừng tuôn ra, vô số vong linh bị Tần Thủy Hoàng tàn sát đã sống lại. Trận chiến giữa đội quân đất nung và vong lính bắt đầu. Đội quân đất nung giàn trận, hiệu lệnh vang lên, vạn tiễn đồng thời phóng ra. Đội quân vong linh ngã như dạ, may mà bọn họ không phải người cho nên không còn sợ Tần Thủy Hoàng nữa. Hai bên xông lại chiến nhau. Đội quân vong linh do tướng quân Quách Minh đứng đầu, tiến lên đánh phá đội quân đất nung. Binh lính hai bên chém giết nhau kịch liệt, bụi bay mù khắp trời. Trong lúc hỗn loạn, Tần Thủy Hoàng tìm được Tử Viên trong đám người. Hai người chuẩn bị quyết chiến một trận, cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Tần Thủy Hoàng dùng kiếm đâm xuyên vai của Tử Viên nén cơn đau lao thẳng người đến. Khoảnh khắc bà bị kiếm đâm xuyên người, bà lấy được con dao có thể đâm chết Tần Thủy Hoàng đưa cho mọi người. Còn trên trận chiến, vũ khí cổ đại không đánh lại được vũ khí hiện đại. Rick giơ súng bắn binh lính đất nung, bắn phát nào trúng phát đó. Trong thoáng chốc, từng hàng binh lính đất nung gục xuống. Còn Alex nhờ có máy bay chiến đấu giúp đỡ, nên anh đã thoát khỏi vòng vây. Máy bay quét sạch đám binh lính đất nung, nó lướt đến đâu, binh lính đất nung bị tiêu diệt đến đó. Tần Thủy Hoàng thấy đội quân của mình yếu thế dần, ông ta biến thành con thú hung dữ, ngắm chuẩn thời cơ lao lên máy bay, cứ như vậy chiếc máy bay bị ông ta xé toạc. Để nhanh chóng giành chiến thắng, Tần Thủy Hoàng xuống đàn tế. Ông ta điều khiển thuật ngũ hành để kéo toàn bộ vong linh xuống đất. Chỉ thấy hàng tá vong linh bị ông ta dùng thuật ngũ hành kéo về dưới chân trường thành. Vào lúc này, Alex xông đến bắn súng để làm hỏng trận pháp của ông ta. Tần Thủy Hoàng phẫn nộ, ông ta biến thành thú dữ đánh văng Alex. Nhân cơ hội này Rick đánh lén con thú, anh đâm dao lên lưng nó. Tần Thủy Hoàng bị đánh về hình người nhưng ông ta vẫn không hề hấn gì, chỉ có đâm xuyên tim ông ta mới tiêu diệt được. Tần Thủy Hoàng phẫn nộ phi dao về phía Rick, hai người nhanh chân tránh được, nhưng con dao va phải tượng đá, vũ khí duy nhất giết được Tần Thủy Hoàng cũng gãy mất. Alex không từ bỏ, anh lén lút cầm con dao bị gãy ra hiệu cho Rick. Rick lập tức hiểu ý, cầm con dao lao đến đánh nhau với Tần Thủy Hoàng. Vào lúc hai người giằng co không buông, Alex tung người đánh lén từ phía sau. Hai người một trước một sau cắm dao vào ngực Tần Thủy Hoàng. Ông ta bị ngọn lửa trong người nuốt chửng, nhanh chóng tan thành mây khói. Cùng với sự biến mất của Tần Thủy Hoàng, đội quân đất nung bên ngoài hóa thành cho tàn bị gió thổi bay đi. Nhìn thấy kẻ thù đã hóa thành cho bụi, đội quân vong linh hoan hô ăn mừng. Họ từ biệt với mọi người rồi hóa thành khói bụi bay trong không trung, cuối cùng nguy cơ đã được hóa giải. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Sắc Ướp, Lăng Mộ Hoàng Đế Rồng. Câu hỏi của bộ phim, các bạn cho rằng người đất nung có được tính là sắc ướp không? Sắc ướp không phải được cuốn trong dây băng sao? Nếu cho rằng có là sắc ướp bấm phím 1, cho rằng không phải sắc ướp bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.